Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Hoàng Tuấn, kiện tướng quốc gia cờ vua. Một sự kiện chưa từng có trong lịch sử cờ vua thế giới đã diễn ra. Cậu bé thần đồng 4 tuổi, Misha Osipov, thách đấu với đại kiện tướng Uzi Averbakh, 95 tuổi. Trận đấu diễn ra dưới sự chứng kiến của đông đảo khán giả hâm mộ. Nổi tiếng là thần đồng cờ vua, khi mới tròn 3 tuổi, độ tuổi mà theo nhiều người nói là phá cờ nhiều hơn là chơi cờ. Thế nhưng Misha đã khiến nhà cựu vô địch thế giới Anatoly Karpov phải xin hòa đến 3 lần. Trong khi đó Uzi Averbakh không còn xa lạ gì với các fan hâm mộ cờ vua vì những đóng góp cho lý thuyết cờ tàn của cờ vua hiện đại. Đạt danh hiệu đại kiện tướng khi mới 30 tuổi, ông đã từng đánh bại nhiều cao thủ để đoạt chức vô địch Liên Xô, từng tham dự candidate. Ở độ tuổi 95, mắt mờ, tay run, ông là kỳ thủ nhiều tuổi nhất của cờ vua thế giới và sở hữu hệ số Elo lên tới 2455. Nếu mà ở Việt Nam thì mức Elo này sẽ xếp ở vị trí thứ 8 đó các bạn ạ. Trong trận đấu này thì Misha là người chơi quân trắng và Averbakh là người cầm quân đen. Nếu bạn chưa đăng ký kênh thì đừng quên đăng ký và nhấp vào hình cái chuông để nhận thông báo xem những ván cờ vua mới nhất. Đối đầu với đại kiện tướng già nhất thế giới, cậu bé Misha khởi đầu ván cờ bằng nước tốt E4. Theo bản năng, Averbakh đáp trả bằng nước tốt C5, sử dụng phòng thủ Sicilia để chống lại. Chúng ta thấy rằng Averbakh đã quá già, ông đã phải cúi mắt dí sát vào bàn cờ mới nhìn thấy rõ. Về phía Misha, vừa được bố dạy cho khai cuộc này, cậu bé tự tin nhảy mã F3, kiểm soát trung tâm ngay từ đầu trận đấu. Đen nhảy mã C6, trắng dâng tốt D4 đánh chiếm trung tâm. Đen ăn tốt sang D4, trắng ăn mã lên D4. Đen nhảy mã F6, nhanh chóng phản kích vào trung tâm. Trắng triển khai mã lên C3, bảo vệ tốt. Đen lên tốt D6, thấy đen để hở đường chéo, trắng liền phi tượng lên B5, tung đòn rằng tấn công mã C6. Đen lên tượng D7, phòng thủ. Trắng đổi mã vào C6, đen ăn tốt lên C6 bắt tượng. Dù mới chỉ 4 tuổi, song những nước cờ của thần đồng nước Nga lại rất là chững chạc, chẳng kém gì các cao thủ hàng đầu. Misha lùi tượng về C4, tiếp tục kiểm soát trung tâm. Đen lên tốt E6, mở đường cho tượng F8 xuất trận. Được các thầy dạy phải nhập thành sớm trong khai cuộc, Misha nhanh chóng nhập thành, đưa vua vào vị trí an toàn. Đen theo kế hoạch lên tượng E7, trắng qua xe E1, tập trung quân nặng ở các cột trung tâm, chuẩn bị đột phá. Thấy vậy, đen không dám nấn na lâu ở giữa bàn cờ, lập tức nhập thành di chuyển vua vào góc bàn cờ. Trắng lên tượng D2, huy động nốt quân nhẹ vào trận. Đen qua xe E8, tập trung quân chủ lực, chuẩn bị quyết chiến ở trung tâm. Thấy đen không bộc lộ điểm yếu nào, trắng bèn phi tượng lên F4, phối hợp cùng hậu tấn công tốt D6. Bị trắng uy hiếp, đen chủ động dâng tốt D5, phản kích vào trung tâm. Trắng ăn tốt sang D5, đen ăn tốt lên D5, tấn công tượng. Trắng chạy tượng về D3, chĩa sang phía cánh vua, chờ cơ hội khai hỏa. Thấy tượng trắng đã rời bỏ cánh hậu, đen tung hậu lên B6, tấn công vào điểm yếu B2. Trắng đẩy tốt B3, ngăn chặn đòn tấn công của đen. Nước đi này khiến cho toàn bộ các ô đen ở bên cánh hậu của trắng bị suy yếu. Nếu ở thời trai trẻ, hẳn Averbakh đã không bỏ qua cơ hội này để lên tượng B4, tấn công mã. Trắng lên tượng E5 bảo vệ thì đen sẽ qua xe C8, hợp sức cùng tượng để vây bắt mã. Trắng lên hậu D2 tử thủ thì đen sẽ nhảy mã lên G4, tấn công quân tượng E5 đang làm nhiệm vụ bảo vệ mã. Không thể bảo vệ, trắng đẩy tốt A3 tấn công lại tượng đen thì đen sẽ ăn tượng vào C3. Trắng ăn tượng C3 thì đen sẽ ăn xe vào C3. Trắng ăn hậu lên C3 thì đen sẽ ăn hậu vào F2 chiếu. Trắng chạy vua vào H1 thì đen sẽ lùi hậu về F4, đe dọa chiếu hết ở H2, khiến cho trắng khó lòng mà chống đỡ. Tuy nhiên là ở cái tuổi đã gần 100, Averbakh có lẽ chỉ còn chơi cờ theo bản năng chứ không ngồi tính toán phức tạp được.
Ông vội vàng qua xe C8 bắt mã. Trắng lúc này đã nhận ra điểm yếu nên nhanh chóng sửa sai, chạy mã về E2. Bỏ lỡ cơ hội, đen liền đưa tượng lên C5, phối hợp cùng hậu tấn công con tốt ở F2. Dù chỉ mới 4 tuổi nhưng nước cờ của Misa rất trầm ổn và chắc chắn. Các ngón đòn tấn công hay những cái bẫy đơn giản đều không thể qua được mắt cậu bé. Trắng qua xe F1 bảo vệ tốt. Thừa thế xông lên, đen đẩy tốt E5 tấn công tượng. Trắng chạy tượng lên G5, đen tiếp tục tràn tốt sang E4 bắt chết tượng. Lúc này thì đại kiện tướng 95 tuổi đã hoàn toàn làm chủ thế trận. Tuy nhiên thì Misa cũng rất kiên cường chống đỡ. Cậu bé nhanh chóng ăn tượng vào F6. Đen ăn tốt xuống D3. Lúc này thì trắng không thể chạy tượng F6 vì sẽ bị đen ăn tốt xuống E2 tấn công hậu và xe. Tình thế buộc trắng phải ăn hậu lên D3. Đen ăn tốt lên F6. Tuy nhiên thì theo chúng tôi, đen nên ăn hậu sang F6 để tránh bị tốt chồng và hở vua. Dù kém quân, song cậu bé Misa vẫn không nản chí buông xuôi. Cậu qua hậu F3 rình rập, đen lùi tượng với F8 với ý đồ đưa tượng lên G7 tạo thành lá chắn bảo vệ vua. Trắng ăn hậu với F6 mà không hề nhìn thấy hậu đen đang đứng lù lù ở B6. Nhưng có lẽ là các quân ở quá xa nên Averbeck không thể nhìn thấy. Đã gần 100 tuổi rồi các bạn, mắt mờ tay run là chuyện bình thường. Hoặc cũng có thể ông cố tình thả cậu bé chăng. Averbeck lên tượng G7 tấn công hậu, tung đòn xiên bắt chết xe. Thoát hiểm trong gang tấc, Misa bội vàng đổi hậu vào B6. Nên ăn tốt lên B6. Trắng chạy xe qua C1, vừa chạy vừa bảo vệ tốt C2. Đang quen tay, đại kiện tướng Averbeck cầm xe ăn vào tốt C2 mà không kịp rụt lại. Cậu bé Misa mừng rỡ ăn xe lên C2. Đang ở thế hơn quân mà lại bị mất quân xe chay. Averbeck rơi vào tình thế kém chất và kém tốt. Ông lên tượng E6, phòng thủ và giữ vững thế trận. Song sau đó thì ông đã chủ động dừng đồng hồ chịu thua và bắt tay chúc mừng cậu bé Misa 4 tuổi trong tràng pháo tay tán thưởng của khán giả hâm mộ. Như vậy thì thần đồng Misa 4 tuổi đã đánh bại đại kiện tướng lừng danh Averbeck với elo lên tới 2455. Thật không thể tin nổi. Nếu thấy ván cờ này thú vị, các bạn hãy để lại một like để động viên admin. Và ai chưa đăng ký kênh thì đừng quên đăng ký và xem những ván cờ vua mới nhất. Xin chào, hẹn gặp lại.